Wow, Dạ. bữa nay đồ ăn nhiều quá vậy? Trời ơi, thơm quá. Ăn thôi, ăn thôi, ăn cơm thôi. Ông xã. Hả? Bên này là đồ ăn của em nấu. Wow. Bên kia là đồ ăn của mẹ nấu. Bây giờ anh hãy ăn thử coi đồ ăn của bên nào ngon hơn nha ông xã. Tất nhiên rồi, anh sang đồ ăn của em chứ. Ha ha ha. Nếu mà con gấp đồ ăn bên đó đó của vợ con đó thì từ ra về sau mẹ sẽ không nấu cơm cho con ăn nữa. Ăn bên này trước. Ông xã, rau của em nè, coi nè, thấy không? Tươi dễ sợ tươi xanh, dễ thở xanh luôn nè đó. Ăn thử một miếng đi em thương nha ông xã. Thì lấy chung, ăn bên này cũng được mà. Ăn bên đây. Nè, con thích ăn sườn nè. Ông xã, gà chiên. Gà chiên nè, thơm không? Hửi rồi, hửi rồi. Thơm quá. Thơm đúng không? Trời, em biết ông xã là thích ăn gà chiên lắm luôn á. Ủa thơm không? Ừ, anh sẽ ăn mà. Anh đi. Khoan, hai người đừng có làm vậy. Con hứa là con sẽ ăn hết, con ăn hết đồ ăn của hai người luôn. Nhưng mà nói nghe nè ông xã. À, ăn miếng canh của em trước đi, miếng canh của em nấu ngọt lắm nè ông xã. Đợi, cho đi. Thấy chưa? Đó, nuôi con khôn lớn rồi ha. Bây giờ nó ăn canh của vợ của nó không ăn canh của mình nấu nè. Đó, vậy phải ngoan hơn. Ông xã ơi, miếng bí nữa nè ông xã. Ăn xã nha. Đi, con ơi, ăn cơm chiên đi. Con thích ăn cơm chiên lắm Hạnh ơi, đó. Ông xã ơi, tôm nè, thịt nè, ăn nhiều vô. Mỡ nữa nè. Con ơi, hộp thịt chiên con thích ăn đi con. Rồi từ từ sẽ hết. Ôi, cái gì vậy? Cái gì mà đổ vậy là sao nó ăn được? Rồi cái này sao ăn em? Ăn đi ông xã, ăn thử đi ông xã. Phúc Phúc lại đây. Dạ. Mẹ em mới nấu chè sữa nước, ăn nóng cho ngon coi. Chè sữa nước hả mẹ? Ừ, ngon lắm. Mẹ nấu mà. Ăn lấy cốc dừa không? Dạ. Mẹ nghe. Bằng anh. Ủa mẹ? Ăn chè con. Nay mẹ nấu chè nữa hả? Ừ. Nhìn ngon mẹ ha. Ừ. Mẹ ơi. Sao? Ăn ngọt nhiều có tốt cho sức khỏe đâu mẹ. Ngày hôm qua mẹ mới làm bánh ngọt rồi đó. Trời đất ơi, lâu lâu ăn có sao. Hôm qua làm bánh này ăn chè đâu có nhầm nhọ gì. Con ăn thì có người khác ăn, ngon phải không? Đó. Chứ con là con thấy không có được đâu nha mẹ. Mẹ phải giữ sức khỏe nha, lớn tuổi rồi. Mình... Trời ơi. Sao vậy con? Sao vậy? Sao vậy hả? Đây mẹ làm cho nè. Vỗ để con cho mẹ đừng có làm như vậy. Con có học lắm để con. Ê, cái gì làm nó bị hồi chuyện là phải vỗ như nè. Vỗ ra mẹ. Cái gì? Làm như vậy, mình làm như phản học để con sống cấp cứu cho chú Phúc. Sao mà nó nghẹt cô trong nữa rồi nó nghẹt thở ra. Sao mà như vậy được? Mình sống cấp cứu thì cái có gì lăn ra còn mẹ vỗ không có được. Hết rồi con. Hết rồi hả? Thôi rồi. Mẹ. Ừ. Mẹ, con nói mẹ là đừng có nêm gia vị nhiều mà mẹ. Trời đất ơi, không nêm gia vị là nhát sao ngon. Trời, nhưng mà nêm gia vị nhiều quá nó đâu có tốt cho sức khỏe đâu. Con hay quá ha, mẹ nấu hay là con nấu? Mấy chục năm nay mẹ nấu cho mọi người ăn có ai gì đâu mà mẹ nè, sức khỏe bình thường. Nếu mà con nói mẹ chỉ nấu ăn không vừa miệng con thì con nấu riêng con tự ăn đi. Đồ ăn hấp dẫn. Wow, bữa nay đồ ăn nhiều quá vậy? Trời ơi, thơm quá. Ăn thôi, ăn cơm thôi. Ông xã. Hả? Bên này là đồ ăn của em nấu. Bên kia là đồ ăn của mẹ nấu. Bây giờ anh hãy ăn thử coi đồ ăn của bên nào ngon hơn nha ông xã. Tất nhiên rồi, anh sang đồ ăn của em chứ. Ha ha ha. Nếu mà con gấp đồ ăn bên đó đó của vợ con đó thì từ ra về sau mẹ sẽ không nấu cơm cho con ăn nữa. Ăn bên này trước. Ông xã, rau của em nè, coi nè, thấy không? Tươi dễ sợ tươi xanh, dễ thở xanh luôn nè đó. Ăn thử một miếng đi em thương nha ông xã. Thì lấy chung, ăn bên này cũng được mà. Ăn bên đây.
Nè, con thích ăn sườn nè. Không phả. Gà chiên. Gà chiên nè, thơm hửi ơi hửi ơi. Thơm quá. Thơm đúng không? Trời, em biết anh xã là thích ăn gà chiên lắm luôn á. Ủa thơm không? Ừ, anh sẽ ăn mà. Anh đi. Hai người đừng có làm vậy. Con hứa là con sẽ ăn hết. Con ăn hết đồ ăn của hai người luôn. Nhưng mà nói nghe nè ông xã. À, ăn miếng canh của em trước đi. Miếng canh của em nấu ngọt lắm nè ông xã. Đổ vô đây, vô đây. Bỏ vô đây, bỏ đây. Trời ơi. Thấy chưa. Đó, nuôi con khôn lớn rồi ha. Bây giờ nó ăn canh của vợ của nó. Nó không ăn canh của mình nấu nè. Ăn luôn. Đó, vậy phải ngoan hơn. Ông xã ơi, miếng bí nữa nè ông xã. Ăn xã nha. Đây con ơi, ăn cơm chiên đi, con thích ăn cơm chiên lắm Hạnh ơi, đó. Ông xã ơi, tôm nè, thịt nè, ăn nhiều vô, mỡ nữa nè. Con ơi, hộp thịt chiên con thích nè, ăn đi con. Rồi từ từ sẽ hết. Ôi, cái gì vậy? Cái gì mà đổ vậy là sao nó ăn được? Rồi cái này sao ăn em? Ăn đi ông xã, ăn đi, ăn thử đi ông xã. Sao? Bây giờ con ăn xong rồi hả? Con cho mẹ ý kiến đi. Bây giờ đồ ăn của mẹ nấu ngon hay là vợ con nấu ngon? Nói. Đúng rồi mình. Hả? Cái gì? Con thấy đồ ăn của mẹ với lại Hoàng Anh nấu. Anh làm gì vậy? Thấy đồ ăn của mẹ nấu ngon hay là vợ con nấu ngon? Nói đi. Anh phân biệt được chưa? Nếu chưa thì ăn thêm miếng nữa nha. Ai nấu ngon hơn? Hai người đều ngon hết. Không được, phải có người thắng người thua. Đúng rồi. Nếu mà con chưa không phân biệt thì ăn tiếp nữa. Cái bụng con nó cao hơn cái bàn hả? Ăn hết nổi. Con xin lỗi mẹ với Hoàng Anh. Con nhà lại đi chút xíu. À bụng phải không? Thấy chưa? Con nấu đồ ăn sao mà cho chồng con nó ăn nó bị tiêu chảy thấy chưa? Mẹ tại mẹ ép ảnh ăn đùm lưng đùm la món của mẹ cho mới bị chứ bộ. Ép cái gì? Hồi nào trong nhà này ai nấu? Tôi nấu mà mọi người ăn có sao đâu. Bữa nay có cô nấu thì chồng cô bị đau bụng. Thì con nghĩ là nào giờ mình ăn những cái món mất vệ sinh nó quen rồi cho nên là không có bị gì hết. Hay quá ha, cô là dâu mà tôi nói một cô cãi tới 10 ha. Không thì con nhịn tôi được tiếng nào hết hơn ha. Con đi cái được không? Con đi cái được không? Đừng gây lộn nữa, con phải ngồi lại con nghe nữa. Nghe con đi nha. Ôi trời ơi. Ủa trời ơi, chết tôi rồi. À. Bà đang nghe gì trong phòng tôi vậy? Đâu có. Tôi đi ngang qua thôi mà. Đi ngang qua thôi hả? Tôi về phòng nha. Bà làm gì trong phòng cả buổi trời đó. Ba uống thuốc đi ba. Đây nè. Khó chịu quá. Không sao đâu, uống cái này nghỉ ngơi đi rồi chiều là nó hết, đỡ nó hết à. Khổ ghê. Cảm ơn con. Ê. Gì đó? Nè nè, tôi nấu thuốc giải cảm, uống cái này vô khỏe liền. Uống đi. Ôi, anh đưa thuốc tây cho tôi rồi. Trời ơi, uống ba cái thuốc tây nó nóng lắm. Uống cái này vô đi. Mẹ, uống thuốc tây nó hiệu quả hơn mà mẹ. Đúng rồi. Sao cô biết? Sao cô biết là uống thuốc tây nó hiệu quả hơn thuốc này? Tôi nói cho cô biết nha, hồi nào tới giờ, từ hồi tôi còn nhỏ kìa, mỗi lần mà tôi bệnh hay gì á là gia đình tôi, cha mẹ tôi đều cho tôi nấu nước này cho tôi uống. Thì bây giờ tôi cứ cách đó tôi làm. Uống cái này đi,
Thôi mà, để tôi uống cái này nữa, mai tôi còn đi dự cái hội nghị nữa. Uống cho mau hết. Dạ không uống cái gì hết trơn, tôi bị uống cái này. Bây giờ ông nghe lời tôi hay nghe lời dưỡng dâu? Mẹ, thì thôi cứ để cho ba tự chọn đi. Ba thích uống cái nào để ba uống cái đó mà. Ờ, tự chọn đi. Bây giờ ông chọn ai? Chọn tôi hay chọn dâu? Thôi đi, để tôi uống cái này trước đi. Tôi ông không có uống nè. Cái gì vậy? Nghe, tôi bị uống cái này, nghe lời tôi. Uống cái này vô, rồi tới xuống ông xong cái nồi nước xong là ông khỏe liền hả? Đó đó, ông thấy chưa? Cái thái độ nó là dâu con mà vậy đó. Nó dằn mặt tôi đó. Chứ bệnh hiểu bệnh tình anh biết phải là... Thôi đi! Bệnh rồi cũng còn sung quá ca hát à. Uống vô. Uống đi. Rồi xuống dưới đắp cái mền xong cái là khỏe liền. Cho bà xuống đi tôi uống. Tôi xuống ông uống sao? Uống vô. Uống vô đi cho viên kẹo. Ha. Uống lẹ lại. Uống hết một hơi. 100%. Đắng quá. Đắng quá. 100%. Cưng cưng. Tôi đâu có tật bây giờ. Uống lẹ lại. Bà nội tôi sao lúc này có nhõng nhẽo, có bị ra bụng gì không mà khóc hoài vậy con? Ơ à, nhạc kìa. Ơ à, nhạc của bé. Nhạc của bé kìa. Ồ ồ ồ. Sao cô bò khóc dữ vậy mẹ? Ừ không biết sao mà nó khóc quá trời. Ôi mẹ ơi, cô Bo khóc rồi mà mẹ mở mấy cái này nó không có được đâu. Để con mở nhạc cho cô Bo nghe. Cái gì vậy trời, nó đang mở nhạc đó. Ồ nè cô Bo ơi, cô Bo ơi, nghe nhạc không ta? Nó đang bình thường, con mở nhạc này nó còn mở lớn thành con nít là gì biết nghe nhạc đó, kỳ quá à. Không phải mẹ ơi, mẹ phải cho cô Bo nghe cái nhạc này, nhạc giao hưởng chứ. Tự mở giao hưởng gì, giao hưởng người lớn nghe con nít là gì biết giao hưởng mà nghe. Hả, nhưng mà cô Bo nó nghe đùng đùng như vậy, nó nghe thì có nít vậy đó nè. Trời đất ơi, tôi thấy cô Bo nó khóc mở nhạc nó nghe rồi. Hoàng Anh nó mở cái nhạc này biểu nhạc giao hưởng nó nghe. Không thêm mà. Không này nó nhỏ nhẹ. Con muốn tốt cho cô Bo thôi mà mẹ. Trời, cô Bo nhỏ vậy á mà hai người cũng không tha nữa. Thôi, để ba ẩm con qua nhà mẹ con gánh nạn nha. Chào mọi người, con đi đây. Trời ơi. Qua đây, 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 qua đây. Con á, có gì con cũng vậy trơn. Con làm con cũng chống đối mẹ trơn. Nói một con trải tới 10. Không phải mẹ hiểu không? Tại vì cô Bo còn nhỏ mà tự nhiên mở cái nhạc đùng đùng vậy nó bị kích thích cái thần kinh đó, nó khóc là đúng rồi. Mình phải mở nhạc giao hưởng cho bé. Nó con nít thì phải nghe nhạc vậy nó sôi động lên, nó vui vẻ chứ mầm nhạc nhạc giao hưởng là người lớn nghe. Không phải nghe được. Mẹ hiểu không? Cô Bo cũng cháu con cũng muốn tốt cho cô Bo thôi. Chứ lẽ mẹ hại đó hả? Không phải mẹ cứ vậy hoài, con muốn tốt thiệt mà mẹ. Tại sao vậy hả? Cái gì con cũng cãi mẹ là sao vậy? Quá đi. Giờ sao đây ta? Mình phải có cấp gì chứ, nó đứng ngoài đây hoài nó ba với nội. Ở trong bây giờ cũng là chạy lắm trường. Dạ dám vô cho chết. Em nôn vô trước đi. Đi. Lớn em thì em vô đi. Ừ đúng rồi, ai lớn hơn phải vô chứ không? Đúng rồi. Ba lớn hơn con đó. Duyên hả? Ba lớn hả? Bữa tôi ôm toilet cả buổi trời rồi. Nếu nói về lớn trong nhà này ai lớn hơn ông nội tụi bay? Trời. Trời ơi, giấu mệt mà không nhớ tôi. Ba vô đi ba, ở trong đây ba là người có tiếng nói nhất. Con vô mới đúng. Gì đó, mẹ con với vợ con, hai người quá thân với con, đúng không? Đó, con vô là chính xác, đi. Vô đi ba ơi. Vợ ba với đồng nghiệp của ba này kia, ba. Nè, vô đây, chứ bây giờ nè, có thằng Hạnh nè, vợ bà con công tâm đi. Bây giờ cái chuyện này là mẹ sai hay là vợ con sai, con nói đi. Đúng rồi đó, bữa nay sẵn có anh ở đây á, anh nói đi. Nói đi. Dạ thôi được rồi. Lời nói đầu tiên. Tào lao. Bây giờ ai đúng? Không phải, con chỉ muốn trong gia đình chúng ta phải giữ cái bộ chế hòa khí cho nó thật là yên ổn. Mẹ với lại vợ con hãy ngồi xuống cùng nhau tập yoga đi. Rồi chúng ta sẽ khỏe khoắn trong người. Trong nhà mà gây gỗ ra để được cái gì hả? Ai thắng cũng đâu có được lợi gì đâu. Đúng không? Tôi thấy gì vậy, chúng ta hãy ngồi xuống cùng ăn bánh, uống trà, cười ha ha ha. Vậy mới vui không hả? Không có vui. Bớt nói những cái lời vô nghĩa đi. Em chỉ muốn biết là hôm nay là ai đúng ai sai thôi à. Mẹ nói trước nha. Binh vợ thì đừng có nhìn mặt mẹ. Mẹ nói gì sao được mẹ. Mẹ dài như chuối chín cây. Trong này thất thủ, ngoài đó có ai vô không? Ngu à. Bây giờ sao? Ngu sao vô nó nổi. Vậy là ai đúng ai sai hay không? Hả? Con nói đi. Em chỉ muốn anh nói một lời công tâm thôi. Anh nói đi, hôm nay anh không có đi. Anh nói đi. Thôi mẹ, thôi trời đừng có giật như vậy. Tét cái nách con rồi sao? Từ từ đi. Đừng có ra ngoài con hợp đi. Trời ơi trời. Sao vậy ba? Cái con trong đó một người trong đó không ai giải luôn, giải cứu binh gì hết vậy? Người ta chết luôn chứ giải cứu gì? Đẩy nổi ra ngoài luôn. Không. Cả nhà xuống ăn cơm. Mẹ rút kinh nghiệm ở lần trước, bây giờ những món ăn của mình sẽ trộn lẫn vào nhau.
để coi một chút nữa món của ai được ăn nhiều nhất thì người đó sẽ đúng. Được rồi, để coi ai đúng ai sai. Dạ. Ăn cơm. Hôm qua anh ôm toilet nguyên đêm. Hôm nay không thể nào ăn cái bữa thiết yến này được. Anh đi đâu đó? Anh chợt nhớ mình có hẹn với một người bạn rất thân. Nghe tôi nói, thông báo cho mọi người được biết, bữa cơm hôm nay phải được mọi người ăn sạch sẽ, không ai được đi đâu hết. Đúng. Ông ơi, xuống cơm ông ơi. Ông ơi. Ủa, ông đâu rồi ta? Trời, không lẽ ông trốn hả? Mẹ ơi, hả? Ba cha con cũng đâu mất tiêu rồi. Vậy rồi bữa cơm ai ăn? Đói quá, mẹ lâu quá. Con đói quá mẹ ơi. Còn lâu gì con? Trời ơi, con trốn nó mới chui ra được tới đây đó. Vậy hả? Dạ. Trời đất ơi. Mà nội ơi. Hả? Không lẽ giờ mấy người mình đi ra ngoài đường ngoài đó nội? Trời đất ơi. Chứ không lẽ bây giờ con muốn vô ăn cái đồ bà nội với mẹ con nấu hả? Thôi thôi thôi, bỏ đi nội. Thôi đi ra ngoài đường đi nội. Thiệt, gia đình này chỉ có mình thằng Phúc là sướng nhất. Sao vậy ba? Nó có gì nó chạy qua bên nhà Kim Chi nó tá túc, nó ăn. Còn mình có hàng cháu chờ. Giờ sao, đi ăn ở đâu? Thôi đi lẹ đi nội, con đói quá. Đi ra đây nè nội. Ăn đi ra đây nè ba. Đi ra đây con đói quá nội. Ôi, tối nay hai cha con biết về đâu đây? Phụ nữ đúng là rắc rối thiệt.